Khi nào cảm xúc của người ta nó đã ăn vào trong cái câu chuyện nói chuyện, mà nó đã ăn vào phần cảm xúc, thì tốt nhất bạn đừng nói chuyện và dừng ngay cuộc nói chuyện này lại. Còn khi nào nó đã ăn vào phần lý trí thì mọi người có thể ngồi bình tĩnh nói chuyện với nhau, lý luận thế nào cũng được. Nhưng đã là cun lên rồi, tao không nghe mày nói nữa, tao không thể chấp nhận được nữa, tao không cần biết mày giải thích thế nào, nhưng mà như vậy là không được rồi. Tức là như vậy là bắt đầu nó chuyển sang cái câu chuyện của cái gì nhỉ, của cảm xúc rồi đấy. Và khi đấy không giải quyết được cái gì nữa đâu. Bạn có nói là mẹ bạn rất là cầu toàn, thế thì mọi việc là mẹ bạn ấy đứng ra, mẹ bạn ấy chỉ đạo và xen khá nhiều vào chuyện tình cảm của bạn ấy, khiến cho bạn ấy rất là biết rằng tâm của mẹ tốt, nhưng khiến cho bạn ấy rất là khó chịu và ức chế. Vậy bây giờ bạn ấy phải làm sao? Thì đây là cái câu chuyện, tôi lấy ví dụ của cái câu chuyện là có một cái anh mới hỏi rất là đông người rằng là nếu có hai mẹ con vào rừng mà gặp một con hổ nó lao ra nó ăn thịt thì hành xử của bà mẹ là như thế nào? Thì có người là đa phần là bảo là bà mẹ bà sẽ nhảy lên, bà ấy là đỡ thay đứa con. Còn gần như cái số người bảo bà mẹ bà chạy đi là rất là ít. Nhưng về mặt một nhà tâm lý học, họ có đưa ra là bà mẹ bà sẽ chạy đi trước và chạy được độ khoảng 1 mét mới nhớ ra là ồ chết con mình, thì mới quay lại cứu đứa con. Về mặt bản năng ấy, ví dụ như hai mẹ con đang đi mà gặp con rắn, việc đầu tiên là bà mẹ cứ nhảy tót để chạy mất, còn cái việc nó cắn vào chân con mình hay cắn vào chân ai chưa biết. Về mặt bản năng của con người mà, vì nguyên tắc bản năng nó sẽ ra đòn trước tư duy logic của bộ não. Bản năng của con người nó sẽ ra đòn trước tư duy logic của bộ não. Cho nên đôi khi bạn cáu lên một cái ai cái gì, bạn lỡ mồm bạn chửi rồi, thì mất độ khoảng 3 phút sau bạn mới thấy ân hận. Vậy thì 3 phút sau có nghĩa là lúc cái logic của bộ não của bạn nó mới làm việc. Còn cái lúc bạn chửi người ta là bạn chửi bằng cái tâm. Mà tôi gọi hôm tôi đăng lên status ấy, là cái tâm nó chiếm mất quyền của cái ta. Và mất độ khoảng 3 phút sau thì cái ta của ta nó mới logic lại, nó ô chửi về là não quá. Vậy thì câu chuyện ở đây bạn gặp mẹ bạn cũng vậy thôi. Thế thì bản năng của bà mẹ là bảo vệ đứa con, cộng với tính cách của bà ấy cầu toàn nữa. Cho nên đôi khi thấy một việc gì đấy là ngứa mắt, hoặc thấy việc gì đấy mà có nguy cơ ảnh hưởng đến con mình, thì bà ấy ra đòn một cách bản năng luôn. Và bà ấy chưa biết rằng nghĩ vậy là có lợi hay có hại cho con mình, nhưng ngay lập tức bà ấy ra đòn bản năng luôn. Ví dụ mà nhìn thấy là bà chửi luôn. Ví dụ thấy đang hôn nhau với thằng người yêu là bà ấy mà không thích cho yêu thằng đấy, là kiểu gì bà ra bà phang luôn. Chứ không có cái chuyện là logic, úi chết nó hôn nhau thế này, thôi đằng nào nó hôn rồi cứ để chờ 2 phút nữa rồi mình nghĩ xem cái cách nào tốt nhất. Thì người đấy là người quá đẳng cấp và bình tĩnh rồi, vì đằng nào nó cũng hôn nhưng mà để nó hôn thêm 2 phút nữa không chữa được. Thì bây giờ là họ phải nghĩ một cái cách khác để ứng xử làm sao cho nó phù hợp. Thì đấy là bà mẹ gì ạ, đẳng cấp quá rồi mình không có bàn. Còn đa phần là bà mẹ bản năng là nhảy bổ vào, là giằng môi cho nó ra thôi. Thế thì như vậy để chúng ta thấy là mọi người sẽ hành động bằng bản năng trước và tư duy logic của não sau. Tư duy logic của não sau. Vậy thì như vậy để bạn thấy là khi mà mẹ bạn thấy một vấn đề gì đó của bạn mà mẹ không hài lòng hoặc lo lắng cho bạn, thì động tác đầu tiên của mẹ bạn là can thiệp. Là can thiệp. Nhưng nếu mà sau đó nó vào cái thời điểm mà hết cái phần bản năng, mà bạn biết cách giải thích cho mẹ bạn, thì tôi tin nếu là cái lợi ích đấy mà phù hợp thì chắc chắn là mẹ bạn cũng sẽ nghe. Vì vậy hãy dành thời gian dùng tâm chia sẻ hết. Ví dụ khi bạn hỏi tôi thế nào thì bạn sẽ ngồi tâm sự với mẹ bạn đúng như vậy, và nghe với cái góc độ của sự chân thành. Và tôi cá với bạn luôn, khi bạn hỏi mẹ bạn đúng như bạn hỏi tôi và bạn tâm sự rất là chân thành, thì bản năng đầu tiên của người mẹ cũng sẽ phang cho bạn một câu, hai câu gì đó. Mà bạn chỉ cần nín đi độ khoảng 3 phút thôi thì bắt đầu nó quay trở về trạng thái của tư duy logic. Thì bấy giờ
mới nói chuyện được với nhau. Và tôi nhắc lại, khi hai người giao tiếp với nhau thì khi người ta chưa dùng cảm xúc để giao tiếp thì người ta sẽ dùng giao tiếp bằng lý trí, tức là bằng logic đấy, bằng lý trí. Nhưng mà khi mà đẩy lên ấy, cái điểm lý trí mà nó không còn nữa, mà đẩy lên đến cảm xúc, thì là mọi lý trí là không có giá trị. Tôi lấy ví dụ, khi bạn đang nói chuyện với vợ bạn bằng lý chẳng hạn, mà khi vợ bạn nó cù nhầy lên rồi, nó cùn lên rồi, mà bạn cứ ngồi bạn lý luận này, anh em thử nghĩ xem anh nói thế này nó có đúng không, anh có làm gì nên tội đâu, tóm lại tội hay không tội là thái độ của ông làm cho tôi cay rồi, bây giờ ông có nói gì tôi cũng không nghe, và giờ này tôi chỉ có tìm cách tôi phang ông thôi, chấm hết và đừng có lý luận ở đây. Ngược lại, một người phụ nữ cũng vậy, khi thấy thằng đàn ông mà nó đã nói chuyện bằng cảm xúc, tức là nó cùn rồi, và mình cứ ngồi mình nói lý lẽ với nó thì chỉ có ăn phang thôi, lúc đấy là không có lý luận gì nữa. Vậy thì khi nào cảm xúc của người ta nó đã ăn vào trong cái câu chuyện nói chuyện, mà nó đã ăn vào phần cảm xúc, thì tốt nhất bạn đừng nói chuyện và dừng ngay cuộc nói chuyện này nào. Còn khi nào nó đã ăn vào phần lý trí thì mọi người có thể ngồi bình tĩnh nói chuyện với nhau, lý luận thế nào cũng được, nhưng đã cùn lên rồi, tao không nghe mày nói nữa, tao không thể chấp nhận được nữa, tao không cần biết mày giải thích thế nào, nhưng mà như vậy là không được rồi. Tức là như vậy là bắt đầu nó chuyển sang cái câu chuyện của cái gì nhỉ, của cảm xúc rồi đấy, và khi đấy không giải quyết được cái gì nữa đâu. Vậy thì khi bắt đầu bạn nói chuyện với mẹ bạn mà bạn tâm sự như vậy thì chắc chắn một điều, cảm xúc của bà dâng trào, vì bạn rất là chân thành lúc bấy giờ, thì bao nhiêu thứ trong vòng thời gian vừa rồi bà ức chế, bà không nói được ra, thì bà sẽ đổ dồn trong vòng 5-10 phút, bà phang tóe vẹ. À, hôm nay mày bắt đầu mày mới nhận ra, hôm nay mày mới biết à, hôm nay tao mới có cơ hội tao phang mày, chứ mọi khi mày cãi tao mày có bao giờ mà thái độ của mày nhẫn nhịn thế này đâu, hôm nay đây là cơ hội của tao, tao phang cho mày một trận. Vì vậy mẹ bạn sẽ gì ạ, tập trung nhồi cho bạn. Và tất nhiên chỉ có 5 phút và lúc bấy giờ xả stress được rồi, và bắt đầu hết phần cảm xúc, quay về logic, thì bây giờ bạn bình tĩnh, bạn chân thành, bạn tâm sự với mẹ bạn, tôi tin là mẹ bạn sẽ hiểu. Ít nhất là hai mẹ con, không biết bạn đúng hay là mẹ bạn đúng, nhưng bây giờ hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn, trao đổi với nhau bằng logic chứ không trao đổi với nhau bằng cảm xúc. Nhưng thường là các bậc đứa con ấy, khi bắt đầu mình tỏ ra chân thành thì 3 phút đầu tiên bị mẹ phang là chị không chịu nổi nữa, bắt đầu chị cũng cảm xúc, thế là hai mẹ con lại lao vào gì ạ, cãi nhau tiếp. Vậy thì khi bạn hiểu được quy luật là khi bạn nhẫn nhịn một phát là đối phương sẽ gì, tấn công, nhưng họ sẽ chỉ tấn công 3-4 phút để giảm stress thôi, và người nào dai lắm là tấn công khoảng 10-15 phút để giảm stress. Vì vậy bạn cứ ngồi im bạn nghe, và khi họ xả xong stress thì bắt đầu đến giai đoạn ngồi nói chuyện về mặt gì, lý trí. Bạn tin tôi đi, ví dụ khi mà bạn làm gì sai với bạn bạn mà bắt đầu bạn cảm nhận bạn sai, bạn đến bạn xin lỗi bạn bạn thì vừa xin lỗi một cái kiểu gì nó cũng phang cho 5-3 phút, mẹ không biết nó đau nó không chịu quá thì nọ thì kia nó tha cho mày thì nọ kia, bắt đầu họ xả cho đủ kiểu. Và nếu bây giờ bạn không kiểm soát được cảm xúc thì bạn lại sống bằng cảm xúc, còn nếu bạn kiểm soát được thì bạn cứ ngồi nghe, tớ biết rồi, tớ biết rồi, thì hết cái phần cảm xúc của họ thì bắt đầu hai người bắt đầu mới quay sang gì ạ, nói chuyện nghiêm túc và hiểu nhau. Vậy tôi nhắc lại, tôi tổng kết lại thế này, về mặt bản năng mẹ bạn bảo vệ bạn là bằng bản năng của người mẹ, tôi chưa bàn về trí tuệ. Hai, tâm của mẹ bạn là muốn bạn tốt, còn phản ứng là bằng bản năng, cầu toàn nó là tính cách, và tính cách là vô lượng kiếp với thay đổi được, bản năng phải rèn luyện hàng năm trời mới thay đổi được bản năng, và tâm thì không bao giờ thay đổi được, và rất may tâm đó là tâm tốt. Vậy từ cái điều kiện đấy thì chúng ta thấy tâm mẹ bạn là tốt, bản năng mẹ bạn bạn không thay đổi được, tính cách mẹ bạn bạn không thay đổi được, và đặc biệt mẹ đẻ ra bạn bạn cũng không thay đổi được. Như vậy 4 cái điều đấy là bạn không thay đổi được, vĩnh cửu không thay đổi được,
Vì vậy, để thay đổi, cải thiện cái mối quan hệ thì bạn phải là người thay đổi chứ không phải mẹ bạn. Và bạn thay đổi bằng cách nào? Hãy chân thành tâm sự với mẹ bạn bằng sự chân thành. Bạn nên nhớ quy luật khi bắt đầu bạn tâm sự như bạn tâm sự với tôi thì mất 5-10 phút đầu mẹ bạn sẽ nổi loá lên và phan cho bạn đủ những thứ mà bạn đang ức chế ở trong người. Sau đó mới quay về logic, hết cái phần vỏ gai góc rồi thì mới đến cái phần ngọt ngào đấy. Thì bây giờ hai mẹ con hãy tâm sự với nhau. Và nên nhớ, chỉ có tình yêu, sự chia sẻ mới xóa bỏ được thù hận. Còn tất cả mọi thứ không bao giờ xóa bỏ được thù hận ngoài tình yêu và sự chia sẻ. Tôi nhắc lại với bạn đấy nhé. Và tình yêu là phải từ tâm, sự chia sẻ bạn phải rất chân thành từ tâm thì bạn mới thay đổi, cải thiện được mối quan hệ. Vì đây là mẹ bạn và bạn vĩnh cửu không thay đổi được mẹ, không thay đổi được tính cách của mẹ, không thay đổi được bản năng của mẹ. Và tâm của mẹ bạn là rất tốt với bạn, cho nên bạn hãy thay đổi từ tâm của mình, yêu thương, chia sẻ sẽ làm hàn gắn được sự hận thù, hàn gắn được mâu thuẫn. Duy nhất chỉ có hai cái liều thuốc đấy thôi, và phải dùng đồng thời, bao gồm cả thuốc chữa bệnh và thuốc bổ. Như vậy thì sẽ thay đổi mối quan hệ của mẹ bạn và bạn. Và hai người hiểu nhau hơn rồi thì mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Và chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh mẹ bạn, vì bạn đang có một người mẹ tuyệt vời rất quan tâm đến bạn đấy, chứ không phải là một người mẹ tồi tệ. Cho nên hãy nghĩ đến cái tâm của mẹ mình để sống cho nó xứng đáng. Rồi, cảm ơn bạn.